nhắm mắt thấy cái Tết đã đến. Trời ơi tôi còn chưa muốn già. Từ sáng tới tôi chỉ biết tăng ca. Mẹ kêu ngay về quê con nha. Alo giờ bục vé liền. Gác đi bao điều quay cùng ta như điên. Ba lô cùng với phím đàn. Bước chân ta tìm nơi lòng thêm an nhiên. Suốt này con hứa con sẽ trở về bên mẹ. Nhiều năm ăn Tết phương xa. Yeah, bên đây chơi. Về bên góc mái trước nhà. Bao ngày là đường hoa. Đứng thêm em em lỡ tất cả. Wow. Con xin chào cô chú. Gì nữa? Hôm nay? Hôm nay con làm đồ ăn. Cho ai? Cho Tết. Cho Tết? Ồ, cho Tết lại cho ai ăn ở nhà? Hả? Everyone. Everyone, mọi người hả? Hôm nay Thiên Từ với Tin làm đồ ăn một bữa cơm Tết. Để mọi người có thể ăn ở nhà. No, yeah, you have to finish this. Bây giờ mình sẽ cắt để cho mọi người cùng ăn. Cái này gọi là gì Thiên Tử? Chà dừa. Cái này gọi là gì? Chà gì? Chà lụa. Chà lụa. Chà lụa. Sao Thiên Tử ơi, năm mới con có nhiều lì xì không? Dạ. Nhiều không? Con bỏ cái đó ra đi, mẹ thử con. Wow, look at this. Chả lụa. Con biết chả lụa con có thể ăn với cái gì không? No. Bánh mì. Bánh mì. Bánh mì. Smells so good. This is my favorite food. Favorite food đó hả? Mm-hmm. Muốn thử không? Yes, can I try this one? Từ từ, mẹ thử, mẹ cắt cho con. Từ từ. Đó, con thử đi ngon. Ngon hay dở? Ngon. Dạ ngon chứ sao sao nói chữ ngon. Dạ ngon. Để mẹ hỏi cả lần nữa là ngon hay dở? Dạ ngon. Không biết trời lụa để ăn gì không? Lụa để con ăn cái này. Sao gì được rồi. Chừng mà im đi. Sẽ lỡ em. Sẽ lấy một cái nữa sự ăn đi. Hoa thơm nước trà nơi hiên nhà cầu đời thêm bao câu chúc an vang.